Vậy thì với bài tập này chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là ưu tiên độc quyền. Như vậy độc quyền là gì? Độc quyền là chúng ta sẽ xét điều phối khi tiến trình kết thúc. Được chưa? Tiến trình kết thúc thì chúng ta mới xét độc quyền. Còn tiến trình đang làm thì chúng ta không xét. Ngược lại, nếu ưu tiên không độc quyền thì cứ có một tiến trình vào là chúng ta xét, xem thử ai ưu tiên cao hơn. Nhưng mà hai cái nó khác nhau tí xíu ở chỗ là thời điểm chúng ta xét. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là B1 vào thời điểm là 0 và nó có độ ưu tiên là 3. Vậy thì lúc này tại thời điểm 0 này có ai vào nữa không? Không ai vào cả. Cho nên chúng ta vẽ cái sơ đồ gân của chúng ta là vẽ từ 0 cho đến 4. Được chưa? Là không có ai vào cả, thì có một mình nó là nó xử lý hết. Trong quá trình mình đang xử lý thì có B2 vào, B3 vào, nhưng mà không cần quan tâm, bởi vì độc quyền mà. Được chưa? Cho nên chúng ta sẽ vẽ bằng cách là các bạn sẽ chọn một cái bắt đầu, bạn sẽ vẽ một cái khung. Bắt đầu ở đây là B0 của chúng ta tại thời điểm là 0. Lúc này là nó vào, B0 vào, B1 vào. Được chưa? B1 vào. Như vậy thì tại thời điểm này không có bất kỳ một tiến trình nào cả thì nó sẽ kết thúc ở thời điểm là mấy? 4. Và tại lúc này chỉ có B1 thôi. Rồi, xong tiến trình này rồi thì tại thời điểm mà B1 đang xử lý thì B2 vào thời điểm là 1, B3 vào thời điểm là 2 thì chúng ta sẽ làm gì? Tại thời điểm này có B2 vào. Đó, rồi tại thời điểm này B3 vào. Tại thời điểm này nó sẽ có B3 hay B3 vào. Rồi B2, B3 ai cao hơn? B2 là độ ưu tiên là 2, B3 độ ưu tiên là 4. Như vậy B2 độ ưu tiên cao hơn và xử lý B2. Xử lý đến bao lâu? 6. Được chưa? Xử lý 6. Như vậy thì cái thời điểm của chúng ta từ đây chúng ta sẽ vẽ tiếp. Là từ đây chúng ta sẽ vẽ tiếp xử lý cho B2. Và 6 nữa là mấy? 10. Tiếp tục mình sẽ xử lý cho bê máy. Tại thời điểm từ 4 đến 10 này thì có B4 vào. Chú ý là mình phải vẽ B4 nó vào thời điểm là 5. Mình phải vẽ phía sau số 4 nha. Nếu mà bạn vẽ sai là coi chừng bạn nhận định sai. Vẽ sau số 4. Như vậy thì tại thời điểm này B4 vào và B4 có độ ưu tiên là 1, cao hơn B3. Cho nên B4 xử lý trước. Chúng ta xử lý B4 trước. Và B4 xử lý trong bao lâu? 5 là 15. Được chưa? Kết thúc rồi thì chỉ còn là B3 xử lý 8 nữa. Là và chúng ta có ở đây là B3. Và lúc này chúng ta tính cái công thức thời gian lưu hệ thống là bằng gì? Thời gian ra trừ sự nhân vào, đúng rồi. Thời gian chờ kết thúc trừ xử lý trừ vào, hoặc là thời gian lưu hệ thống trừ thời gian xử lý, thì nó cũng là đó thôi. Được chưa? Như vậy khi các bạn điều phối bằng độc quyền hay không độc quyền, chủ yếu là cái thời gian chúng ta xét. Thời gian xét, thời điểm xét thôi. Nếu như độc quyền là xét khi tiến trình kết thúc,
còn không độc quyền thì xét khi có tiến trình vào, được không? Rồi nó chỉ khác nhau như thế thôi.